quá khủng các bạn. Cao là 6-7 mét các bạn. Bề ngang có chục mét.
cua cái nó bị đẩy vô gần sát mí bên trái luôn, qua tới bờ bên này luôn. Chả quá khổng, giờ nó lấy lái luôn các bạn. Gần Tết thì xà lan nó cũng đi không có nhiều nha các bạn. Xà lan này đang chạy quá tốc độ lên các bạn. Sát bờ đâu mấy bạn, sóng đánh dữ.